Em Lợi xin chào tất cả anh em chơi âm thanh cũng như anh em chơi audio nói chung trên toàn quốc, trên khắp các tỉnh thành thân yêu. Hôm nay em Lợi đang lên sóng một video thứ ba. Không thể nói là một video thứ ba mà là video thứ ba. Chính xác nó là như thế. Thì đầu xuân thì em Lợi cũng không quên gửi tới tất cả anh chị em mình đang xem video một lời chúc sức khỏe đầu năm thành đạt, may mắn, thành công. Chúc cho tất cả nhà nhà êm ấm và người người thánh thiện yêu thương nhau. Thưa tất cả anh chị chơi audio, thì ở trong hai video trước thì những lời đầu xuân em Lợi cũng gửi lời chúc tới tất cả anh chị, và cũng có những món quà tri ân đầu xuân dành cho tất cả anh chị em mình, và đã được anh chị em trên các tỉnh thành hoan hỉ đón nhận những món quà tri ân từ em Lợi. Đó là một điều vô cùng hạnh phúc và ý nghĩa đầu xuân, đúng không ạ? Thì ngoài những cái món quà về các cái sản phẩm kệ âm ly hay là kệ chân loa để trang trí cho cái khu vực mà anh em mình kê những bộ dàn âm thanh giải trí của gia đình, thì ở trong video thứ ba ngày hôm nay em Lợi lại chia sẻ những đam mê và chia sẻ những thứ mình có đến với tất cả anh chị em chơi audio nói chung và anh em chơi âm thanh đài cổ nói riêng. Trước mắt anh em mình đây thì là một con đài Sharp QT90 màu gọi là cái này màu gold, màu đồng nha anh em nhé. Đấy, cũng còn rất là đẹp mà em Lợi đã sưu tầm từ trong năm về cơ sở của mình nhưng bận chưa có thời gian. Và hôm nay chiếc màu gold Sharp 9 QT90 này sẽ khai xuân, về chương trình của những chiếc đài mà em Lợi sẽ thường xuyên lên sóng để giới thiệu tới tất cả anh em vào những video lần sau. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đón nhận cái sản phẩm này của em Lợi. Sẽ đón nhận cái sản phẩm này của em Lợi và một món quà đi cùng, đó là một chiếc kệ băng cassette. Đấy, bình thường thì em Lợi bán với giá là 1.500.000 đồng, nhưng riêng ở trong video này thì em Lợi tri ân đến cho tất cả anh chị em mình xem video này với giá chỉ 1.200.000 đồng. Và coi như là chúng ta sẽ cùng test con đài QT90 để anh em chúng ta cùng thưởng thức cái âm thanh cũng như là những cái giá trị về thời gian của nó nhé. Thì bây giờ là mất thời gian của anh em quá, thì em sẽ tiến sát máy quay lên một chút để cho tất cả anh em mình được chiêm nghiệm cái vẻ đẹp của nó. Về cơ bản cái này em chưa có đánh bóng, chưa có làm gì hết nhé. Đấy, về cơ bản thì là sắc nét, các đường mạ còn đẹp, còn ngon. Riêng cái chỗ góc này của nó này, chỗ góc này của nó là bị bể một chút nha anh em nhé. Bị bể một chút, còn trên bề mặt của nó là còn rất đẹp ạ. Còn rất đẹp. Quanh nhà em thì nhiều người yêu âm thanh quá, cho nên là đang quay nhưng mà vẫn có anh em hàng xóm đang mở nhạc, hơi ồn thì các bác cũng thông cảm nhé. Đấy, thực tế là em chưa có lau chùi gì các bác nhé, em chưa có dọn dẹp gì, nhưng mà khi lau dọn đi thì chắc chắn là sẽ rất đẹp đấy ạ. Và tất cả hình thức còn nguyên bản nguyên si, chỉ có cái góc kia trong quá trình vận chuyển là đã bị sứt một chút các bác nhé, đã bị sứt một chút. Nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến cái khu vực mặt tiền của chúng ta, còn rất đẹp, rất xuất sắc. Cái này em phải dùng từ là xuất sắc. Phím nút chữ nghĩa còn nguyên, rất nét. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng test một vài bài nhạc nhé.
được công bố áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, được điều chỉnh. Với y tế trong cầu viên đã đến cổ rồi, đó là một cái nguồn kích lệ rất là lớn đối với các cầu thủ Phú Lan ngày hôm nay.
Với thắng lợi khai xuân, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có 12 điểm trong tay và vươn lên vị trí thứ 7. Thời điểm bảng giá đất được công bố lần đầu và áp dụng năm 2026 để có đủ thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, đảm bảo các điều kiện để xây dựng bảng giá đất và để chuẩn bị một cách chu đáo kỹ lưỡng, đảm bảo cả cái đó. Về cơ bản của con QT màu gold QT 90 này thì báo cáo các bác là như sơ mua là tất cả anh em vừa xem âm thanh hoạt động hoàn hảo, chất âm rất là hay, còn sáng đẹp đó. Và tất cả anh em nào quan tâm đến chiếc đài sáp QT90 này thì có thể liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0978617323 cũng như kết nối Zalo. Và rất mong rằng là nếu như anh em ở quanh khu vực miền Bắc thì có thể về tại địa chỉ số nhà của em Lợi ở tại thôn Phú Trung, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, để mong rằng sẽ được đón tiếp anh em tại nhà và để cho anh em test những cái chiếc đài để chúng ta sẽ cảm nhận bằng mắt thật và nghe âm thanh bằng chất thật để chúng ta cùng giao lưu. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả anh em.